Rất nhiều anh em cho rằng điện thoại thì quay phim nét hơn action cam, nét hơn máy ảnh. Anh em có biết tại sao không? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là setting quay phim sao cho nét. Nét. Nhưng mà vấn đề đầu tiên để mà quay phim cho nét là anh em phải chùi cho cái ống kính này nó sạch nè. Ống kính nó phải sạch và lấy nét cho nó đúng. Ví dụ như đứng xa, đứng sai nét thì làm sao mà nó nét được, đúng không? Cho nên là phải đứng cho nó đúng nét chứ đã. Lấy nét đúng và lau cho nó sạch cái ống kính là yêu cầu tối thiểu đầu tiên nha. Sharpen hay sharpnit nó chỉ là một cái thuật toán làm cho chúng ta có cảm giác ảo giác là hình ảnh nét hơn thôi. Các bạn có thể nhìn lên trên khung hình này thì cái khung hình này là một cái đường thẳng, một cái hình màu hồng và một hình màu hồng nhạt hơn, thì cái đường thẳng này luôn luôn nét nhất rồi, cái đường thẳng là thẳng nhất rồi, là nét nhất rồi. Nhưng mà cái thuật toán này nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác nét hơn bằng cách là tăng cái độ tương phản giữa cái đường viền. Đây, nó làm đậm cái đường viền bên trái và nhạt cái đường viền bên phải. Đây, chúng ta nhìn này, giảm sharpen này, tăng sharpen này. Đó, tương tự như vậy đối với tất cả những cái hình ảnh như viền mặt, viền mũi hay là những cái mụn gì đó, thì nếu mà tăng sharpen thì nó sẽ nhiều gai góc hơn. Nên nếu mà bạn cho rằng điện thoại quay phim chụp ảnh nét hơn camera thì thực ra bạn cũng đúng ở đấy, nhưng mà nó nét hơn bởi vì cái thuật toán. Chứ còn nếu mà giảm thuật toán ngang bằng nhau thì thông thường camera vẫn cho chất lượng hình ảnh cao hơn. Thuật toán sharpen này sẽ cho bạn một cái hình ảnh nét hơn ở máy tính. Tuy nhiên các bạn up lên các mạng xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok thì sẽ bị bể hình vì cái thuật toán này nó làm sai lệch màu sắc quá mức. Thêm nữa là đối với nhu cầu hậu kỳ hay là chỉnh màu các thứ ở trên máy vi tính nữa thì các bạn cần phải giữ được file nguyên bản. Cho nên cái giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất là các bạn hãy giảm hoặc là tắt luôn cái thuật toán sharpnit này đi. Trên GoPro thì truy cập đến phần Pro Tool, kéo lên phần sharpnit, chọn Low. Với Fuji cũng tên là sharpnit. Còn trên điện thoại thì chúng ta có thể chỉnh được trên ứng dụng Filmic Pro, vào setting, vào phần device, kéo lên trên cùng, giảm vô hiệu hóa sharpnit luôn. Nhận hàng anh em ạ. Trong hộp lại có hộp. Trong hộp Fuji Film XT4. Và Fuji Film đang tổ chức một cái cuộc thi làm phim ngắn 1 phút 30 giây với hai chủ đề là du lịch và làm quảng cáo sản phẩm, rất là thú vị luôn. Anh em nhanh tay đăng ký nha. Và rất tình cờ là mình lại là ban giám khảo ha. Và cũng cảm ơn luôn Streamcast Asia, đại diện nhà phân phối của Saramonic tại Việt Nam, đã tặng mình cái mic này. Và mình tặng luôn cho anh em nào mà may mắn, thể lệ thì mình để phía bên dưới, rất đơn giản. Điều này nghe có vẻ hơi phi lý nhưng mà thực ra khẩu độ cũng ảnh hưởng đến độ nét. Mỗi cái ống kính nó đều có một cái mức khẩu độ cho độ nét cao nhất, và cái điểm đó gọi là sweet spot. Cách tính sweet spot thì cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta có khẩu lớn nhất, bỏ đi một khẩu, hai khẩu tiếp theo sẽ là khẩu nét nhất, chính là khẩu sweet spot. Căn cứ theo khẩu độ thì các bạn tính theo sweet spot này. Maximum 2 cái sweet spot. Khẩu f1.4 thì ta có 2 cái sweet spot là f2.8 và f4. Nếu mà khẩu là 1.8 á thì sweet spot là 3.5 cho tới F5. Đấy, tương tự. Cứ thế mà dò. Vô cùng đơn giản, bỏ qua một full stop, hai full stop tiếp theo chính là cái khẩu độ cho cái độ nét cao nhất. Nếu bạn đang muốn dành một khoản tiền để đầu tư vào việc mua lens và ưu tiên cái độ nét thì hãy suy nghĩ nghiêm túc tới việc sử dụng những cái lens prime, là những lens có tiêu cự cố định. Thấu kính của prim lens được đặt cố định cho nên là độ nét sẽ được đảm bảo. Các thấu kính của lens zoom thì nó sẽ thay đổi khi mà mình zoom, thấu kính nó sẽ chạy lên chạy xuống. Tiêu cự cố định lens prim thì sẽ không bao giờ có thể tiện bằng lens zoom. Nhưng điều tuyệt vời là giá tiền của lens prim lúc nào cũng rẻ hơn lens zoom rất là nhiều, mà khẩu độ lại có thể mở lớn hơn. Nhờ đó chúng ta có thể quay được những môi trường thiếu sáng, có nhiều ánh sáng hơn vào trong sensor, hình ảnh tốt hơn, đẹp hơn, sáng hơn. Backlight là những cái nguồn sáng chiếu từ phía sau, và thực sự backlight này nó sẽ giúp cho cái hình ảnh của chúng ta nét hơn. Cụ thể là nó sẽ tạo ra những cái đường viền này có thể rõ rệt hơn. Các bạn để ý nha, ví dụ như là cái đường viền vai của mình hiện tại nó đang rất là tối, hình ảnh rất là bệt bình thường. Nhưng nếu mà mình bật lên thì cái đường viền vai nó có một cái viền sáng rất là nhỏ, nó giúp cho cái chủ thể nổi bật hơn. Và đây chính là cái cảm giác về độ nét. Có thể đây cũng chỉ là một cái ảo giác về độ nét thôi, nó không làm hình ảnh nét hơn, nhưng rõ ràng mắt của chúng ta nhìn nó tách bạch cái nhân vật hơn, cái chủ đề hơn, thì đó chính là cái cảm giác nét hơn. Nếu dự án của bạn có thể đầu tư các cái đèn backlight, ok, đó là điều rất là tốt. Nhưng nếu bạn không có kinh phí để đầu tư những cái đèn backlight thì bạn có thể tận dụng những cái đèn backlight có sẵn, ví dụ như là đèn điện thoại,
ánh sáng cửa sổ. Có ven nè, không có ven nè, khác biệt, quá khác biệt. Hay ánh sáng mặt trời khi bạn quay phim ở ngoại cảnh. Mình chạy ra bên này, mình chạy ra bên này đi. Shutter speed, tốc độ màn chập càng cao thì hình ảnh càng nét. Việc tăng tốc độ màn chập sẽ phá vỡ đi cái quy tắc cửa chập 180 độ, một cái quy tắc cơ bản trong việc quay phim. Nó sẽ làm cho chuyển động không được thật, chuyển động nó bị giật cục. Nó sẽ mất đi cái độ nhòe của chuyển động, nó sẽ làm mất đi cái độ mượt của chuyển động. Tuy nhiên, nếu như khách hàng của bạn yêu cầu một cái video rõ nét để họ có thể nhìn thấy rõ tên của sản phẩm, trong một trường hợp nếu các bạn cho khách hàng xem và nếu các bạn dừng video lại ngay tại cái thời điểm mà thương hiệu của khách hàng xuất hiện mà nó bị nhòe thì đây cũng là một cái tip để cho anh em có thể làm video cho khách hàng. Ok, cho video chạy đổ tới cái chỗ thương hiệu của khách hàng, pâu lại phát mà ôi đấy, anh thấy chưa, video quay nét kinh khủng chưa. Ok, khách hàng họ cũng không biết blur motion hay motion blur là cái gì đâu. Đây là một cái trường hợp mà để các bạn cần phải phá luật, phá vỡ quy tắc đi để mà làm việc, để mà kiếm tiền. Mặc dù phải thừa nhận với anh em rằng là mình là một thằng rất là lười hậu kỳ chỉnh sửa màu sắc tất cả những cái vlog, hầu hết tất cả những cái vlog của mình đăng lên trên YouTube thì đều là nguyên bản, rất chỉnh màu rất là ít qua loa, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng là cái việc hậu kỳ nó có một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nếu trên camera của các bạn chỉ có một cái thuật toán là làm nét hoặc là denoise thì trên hậu kỳ nó có rất nhiều cái lựa chọn để chúng ta có thể làm nét, làm mờ, làm mịn da, làm nét đường viền, các thứ. Nhưng thực tình với anh em là hôm nay là deadline của cái clip này mình đặt ra rồi, cho nên mình sẽ bắt buộc phải ngắt cái clip này và để dành cái phần hậu kỳ chỉnh sửa làm nét, làm màu trong DaVinci Resolve trên máy tính cho một clip sau. Ok, đó là những cái tip của ngày hôm nay. Còn anh em thì sao? Ngoài những cái điểm này ra thì còn những cái điều gì ảnh hưởng đến độ nét của hình ảnh nữa hay không? Hãy bình luận phía bên dưới nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Một chuyến đi nào hoàn hảo ấy, sẽ phải quên thôi à. Nhưng mà có gì sai đó nè. Đây là cái dây đeo cổ của ngày hôm nay. Rồi, ok. Con là nè. Okay.